Chính mình có được định rồi Định là có chủ tể Không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động Đó là bạn có định Bạn có huệ rồi Bạn có thể phân biệt rõ chân vọng Tà chánh Phải quấy thì ác Có năng lực phân biệt Đó là huệ Khi có được loại năng lực này liền có thể học rộng nghe nhiều Thế suốt thế gian Pháp đều phải lướt qua. Đều phải xem qua. Phải có sự nhận biết. Chúng ta ở bên ngoài giảng kinh nói Pháp mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giảng kinh nói Pháp có rất nhiều người có ý đến vấn nạn, đến gây phiền phức. Nếu bạn có năng lực vì họ giải đáp không những có thể hạng phục những người này hơn nữa có thể hóa đạo những người này những người này đều rất tự phụ tự cho là thông minh thường hay đưa ra đề khó gây phiền phức cho pháp sư làm cho họ không xuống được giảng đài họ ở bên dưới cười ngạo cho nên thường thức thông thường nhất định phải biết Sau đó bạn mới có thể được thần lực tự tại. Thứ chính là pháp tự tại. Pháp tự tại thông thường là chỉ biện tài, được đại biện tài. Có thể rộng diện vô lượng pháp môn. Cái sau cùng là trí tự tại. Bồ tát trí tuệ đầy đủ có thể ở ngay trong một điểm triển hiện ra loại trí tuệ năng lực đại du quý mười loại này thì đều đầy đủ mới gọi là tối thắng tự tại tuy là ở nơi đây nói trên quả địa như lai Tự tại tối thù thắng Chúng ta phải nên học tập Đem cảnh giới của như lai quả địa Biến thành cảnh giới đời sống của chúng ta Chúng ta mới có thể được thọ dụng Không thể nào học được trình độ đó của họ trình độ dáng thấp hơn cũng được không thể nào học tập được viên mạng học tập phần ít cũng được vậy thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đích thực liền hiện được tự tại